Hello, xin chào anh em. Thì những chiếc cục đẩy PL2.18 thì đợt vừa rồi thì đang trong quá trình bị tạm hết hàng anh em nhé. Thì hôm nay có hàng về những chiếc cục đẩy PL2.18 thì em cũng mang sang cửa hàng và em cũng test và đã trả hàng cho một số bác khách hàng đã đặt hàng, đặt cọc trước trong thời gian vừa qua. Thì tiện đây thì em sẽ lên video để thông báo với tất cả anh em và các bác là có hàng về những chiếc cục đẩy lưới Agotech PL2.18. Thì giá của nó thì vẫn không thay đổi anh em nhé. Giá vẫn là 9.800.000 đồng, là chưa gộp phí ship. Và với cục đẩy này thì công suất nó rất là khủng, 1.800W trường kênh ở chế độ 8 ohm. Và với công suất 2 kênh nhỏ hơn đánh súp thì em cũng có CA40 ở đây. Đây cái nội thất của CA40, bên em cũng đã có hàng về. Và con CA40 này chỉ với giá 8.800. Công suất của nó thì nhỏ hơn anh em nhé, 1.500W thôi. Nhưng với 2.18 nó đạt lên tới 1.800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và với những dòng này anh em có thể xem lại trên kênh về các video chi tiết về cái sức mạnh áp lực của nó khi bên em đánh với những cặp súp kép của bên em rồi, đúng không ạ? Và có những anh em cũng đã chơi ngoài trời trong dòng này, đánh từ 208 côn 125, dòng này đánh súp thì nó quá là nhẹ nhàng rồi vì công suất nó rất là khỏe. Chị đã sử dụng chị đã bi hết anh em nhá, chị đã bi hết, sử dụng rất là đẹp. Đây một cục đẩy hai kênh chuyên súp, công tắc nguồn ở mặt đằng trước này, đây là cái công tắc nguồn của nó. Hai tay sách thì sử dụng ở hai bên, đấy, anh em có thể cầm nắm vận chuyển bê vác khi đi các show sự kiện. Dòng này thì chuyên dành cho anh em sự kiện thôi, hoặc là phòng hát, phòng bay thì anh em chơi con này nó hợp lý. Gia đình thì hầu như anh em không sử dụng rồi vì con này nó quá là khỏe, gia đình thì không có loa nào có thể chịu được cái con này để nó dã cho. Thì chuyên phòng bay, sự kiện, karaoke, kinh doanh cho anh em có thể chơi thôi. Về cái nội thất thì chắc này em cũng không phải mở nữa rồi, bởi vì anh em có thể xem lại trên kênh, bên em đã có những cái video để giới thiệu với tất cả anh em. Và đây là cái mặt đằng sau của nó. Về cái mặt đằng sau của con này thì anh em cũng có thể nhìn thấy, đây nó có cổng cắt súp luôn anh em nhá. Có cổng cắt súp luôn, hai pad và loud pad ở đây. Anh em có thể cắt ở các tần số như là 30Hz ở hai pad và loud pad anh em cắt ở 150Hz. Thì con này có cắt súp nhưng nó chỉ cắt ở chế độ hạn chế cho anh em thôi. Còn anh em muốn để cắt hay ấy, muốn cắt hay thì anh em nên sử dụng crossover hoặc vang số thì em cắt nó sẽ tốt hơn, tiếng nó sẽ lực hơn. Các cầu gạt như bridge, parallel hay steel ở bên dưới này, và có các cái sensitivity 0.775, 1.0 và 1.4 anh em nhé. Thường thì khi test hàng thì em sẽ để cho anh em 1.0 và để ở chế độ đó là chế độ steel, limit hạn chế này, grounding nó là cái chế độ mát ấy, mát trong hay mát ngoài cho anh em luôn. Con này thì có các cầu ra loa như sử dụng các cái cầu xoắn, cầu gài đây và các cầu new trick. Riêng new trick này thì nó có cầu bridge luôn anh em nhé. Đây, bridge bằng new trick luôn cho anh em luôn. Chứ anh em không cần phải đấu vào các cái rắc 1 này, đấu 1 cộng, 2 cộng nữa, mà nó hỗ trợ bridge cho anh em luôn. Đầu vào và cổng linh. Con này thì chỉ sử dụng có hai quạt gió anh em nhé, hai quạt gió thôi. Cái video về cái nội thất của dòng này thì em cũng đã mở cho anh em xem rồi. Dòng này thì size 3U rất là chắc chắn. Và lưu ý đó là hàng mới, hàng mới full thùng nguyên hộp anh em nhá. Đã nhớ anh em hỏi là hàng này hàng bãi à, thì em cũng lưu ý tất cả anh em là bên em không bán hàng bãi, chuyên hàng mới nhập khẩu Chila và hàng bóc thùng hết. Đấy, anh em nhìn những hàng mới nó rất là đẹp xịn sò đây, chứ không như một số hàng bãi đấy. Thì đây nó là hàng mới anh em nhá, hàng mới cho anh em chơi rất là sướng và rất là thích. Đấy. Hàng về thì lên video nhanh để giới thiệu tất cả anh em thôi. Còn đây là em test hàng rồi, lỡ các bác đơn trong một tuần thì có 3 bác đặt cọc con này rồi. 9.800.000 thì các bác báo các bác cọc 500 mà các bác toàn cọc đến 800.000 thôi, nhận hàng thanh toán 9 triệu của phí ship anh em nhé. Và em cũng báo luôn là phí ship con này nó cũng không hề rẻ đâu. Phí ship con này nó rơi vào tầm khoảng 300-400.000 với rất là nặng, nó tầm khoảng 44-45 kg. Nó rất là nặng. Nên là phí vận chuyển thì tùy từng nơi nó thể dao động từ tầm khoảng 300.000 đến 400.000 trên một chiếc này. Đấy thì ok. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ anh em nhé. Hàng về đợt này thì có 2.18 này thì hàng về rất nhiều. Em về đến 20 chiếc để phục vụ tới tất cả anh em. Nên anh em không cần phải sợ nhỡ hàng nữa. Đấy thì ok, 9.800.000 đồng chưa gồm phí ship. Anh em xem video thì nhớ like, đăng ký kênh xem các video mới nhất anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.